anh bổ sung giúp em nốt hai giấy tờ này nữa. Lại cái gì nữa đây em? Dạ cái này bổ sung để hoàn thiện nốt thủ tục là bọn em sẽ cung cấp sản phẩm cho anh luôn. Anh đã bảo em rồi là đừng làm phiền anh nữa, suốt ngày giấy tờ. Em còn bắt anh chứng minh cái gì nữa? Em ngồi đi. Anh ký nốt giúp em hai giấy tờ này là xong và bọn em sẽ hoàn thiện thủ tục đấy. Nhiều giấy tờ quá anh nói rồi, em cứ nói mãi về lợi ích sản phẩm. Nhưng mà anh nói thật, em có tin anh đâu. Bản thân ngân hàng em không tin anh. Mà anh nói luôn, anh chẳng tin bọn em. Anh tin em lần này đi. Cái sản phẩm này là bên em đã thiết kế để phù hợp với những khách hàng như anh rồi đấy ạ. Thôi thôi em ơi, anh nói rồi. Em phải đưa hồ sơ lại cho anh ngay. Anh cứ đi làm việc với ngân hàng khác. Khi nào thực sự bọn em có những cái sản phẩm tốt thì hãy quay trở lại gặp anh. Anh nói luôn nhá, anh bận. Vâng ạ, em sẽ về xem lại sản phẩm và nhất định sẽ quay lại gặp anh ạ. Gặp khách hàng là một trong những công việc của tôi. Thuyết phục khách hàng hoàn toàn tin tưởng vào sản phẩm của mình đôi khi thực sự khó khăn. Đôi lúc tôi có cảm tưởng chúng tôi đang leo núi vậy, trèo lên được một ít vẫn nhìn thấy trên cao còn rất xa, và thấy mình có lẽ vẫn chẳng lên cao được bao nhiêu cả. Nhưng làm thế nào để khách hàng hoàn toàn tin tưởng vào mình nhỉ? Alo. Chị Ngân à? Ừ, Phương à? Chị ơi, chị em gửi ý kiến. Ừ. Ok, đang đọc rồi nhá. Nhá. Rồi, mình sẽ gửi lại ý kiến sớm mà, yên tâm. Ừ, nhá. Em ơi. Dạ, cái đội bán lẻ lại nghĩ ra một cái sản phẩm mới, coi như phun giải pháp cho khách hàng. Tuy nhiên chị cũng đang lo lắng lắm, nếu mà triển khai mà không đồng bộ em ạ thì sẽ làm ảnh hưởng đến khách hàng của mình. Lại nghĩ ra mới hả chị? Nhiều thứ lắm rồi. Mệt. Chị ơi mệt mỏi lắm chị ạ, nhiều việc lắm. Thôi không nhận chị ạ. Thôi để chị nghĩ xem như thế nào, sẽ trao đổi với cả bên khối bán lẻ. Vâng ạ. Này em này. Dạ. Sản phẩm niềm tin mà rủi ro cao làm sao mà tin nhau được nhỉ? Sản phẩm mới hả chị? Lạ nhỉ? Nghe lạ quá. Bên sản phẩm xây dựng sản phẩm mới, họ bỏ hết phương thức quản trị rủi ro đi. Thế này thì ảnh hưởng đến NPL của ngân hàng. Alo. Ừ, anh đây. Niềm tin à? Anh tin. Anh ủng hộ. Ồ, nhưng mà bây giờ anh bận, anh đang rất là bận. Đấy, điện thoại đến rồi nhá. Có gì anh gọi lại cho em sau nhá. Ờ. Alo. Tăng giảm niềm tin thì biết hạch toán vào đâu bây giờ. Sản phẩm này hay. Lạ đấy. Chắc gì đã thành công. Nhưng mà đang nhiều việc lắm. Xin kính chào hội đồng sản phẩm. Hôm nay đại diện PFS tôi xin trình bày sản phẩm mới tài khoản niềm tin. Sản phẩm này của chúng tôi là dành cho đối tượng khách hàng cá nhân và hiện nay thì sản phẩm đang mở rộng ra cho các đối tượng khách hàng như wholesale banking và... Tôi không đồng ý. Anh cũng không đồng ý. Rất tiếc tôi cũng không đồng ý. Được, tôi cũng không đồng ý. Tôi không đồng ý. Rất tiếc tôi cũng không đồng ý. Được, tôi cũng không đồng ý.
đi đâu đấy? Phương nó vừa báo với chị ý, sản phẩm niềm tin của nó thất bại rồi đấy. Đúng là tại vì mình cũng chưa đủ có niềm tin với Phương. Mà mình cũng chưa phối hợp tốt nữa. Đi. Đi, tới chỗ Phương đi. Đến Phương ạ. Đi nhé. Mình phải giúp Phương em ạ. Em cũng như thế. Em vừa nghĩ đến mọi người. Mình bắt đầu lại nhé. Yeah! Định hướng sản phẩm niềm tin sẽ là sản phẩm chủ đạo của ngân hàng. Mục tiêu sẽ giúp ngân hàng gây tiếng vang và trở thành ngân hàng tốt nhất Việt Nam. Theo chị, để thành công thì chúng ta phải thể hiện được 3 win. Thứ nhất là win cho ngân hàng, thứ hai là win cho bộ phận và thứ ba là win cho cá nhân. Thời gian không còn nhiều nữa. Chúng ta hãy phân công công việc, mỗi người làm việc luôn cho nhanh nhé. Em sẽ chịu trách nhiệm làm cái phần hợp đồng, soạn thảo hợp đồng làm sao cho phù hợp với quy định của pháp luật. Mình sẽ hỗ trợ Phương xây dựng mô hình quản trị rủi ro để đảm bảo tối đa hóa lợi nhuận và quản trị rủi ro. Tài chính sẽ chịu trách nhiệm về phần hạch toán của sản phẩm sao cho phù hợp với quy định và xây dựng cái mô hình tài chính để đảm bảo tối ưu lợi nhuận. Niềm tin là ý tưởng chủ đạo của sản phẩm, vì vậy bây giờ chúng ta bắt đầu kế hoạch luôn. Ta cùng chốt nhá. Chốt nào. Đấy, họp thế mới gọi là họp chứ lại. Lòng vui phơi phới hướng tới tương lai. Chúng ta đã hoàn thiện cái mô hình cross sell về cái sản phẩm niềm tin. Cái ý tưởng xuyên suốt của chúng ta ấy là sẽ bán sản phẩm này đến từng cái doanh nghiệp và cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp đó. Khả năng bán chéo sản phẩm này nào chị? Chúng tôi cũng đang tham khảo một số khách hàng doanh nghiệp và họ cũng rất quan tâm đến cái sản phẩm này. Mô hình bán cái dịch vụ thế nào? Đang rồi đúng không? Mô hình vận hành thì sao ạ? Đang. Thế mô hình quản trị thì đang. Còn mô hình của tài chính như thế nào đây? Đang. Chúng ta đã xong phần ý tưởng rồi ạ. Xong phần chi tiết rồi. Mọi người đã sẵn sàng đi phê duyệt chưa? Yes! Tôi rất đồng ý. Tôi cũng rất đồng ý. Tôi đồng ý. Bạn có 4 sự đồng ý ạ. Sản phẩm Techcombank bản thân tôi đang sử dụng và gia đình tôi cũng rất thích sản phẩm này. Xin ông vui lòng cho biết là trong năm qua ông đã lựa chọn sản phẩm của đối tác nào mà ông cảm thấy hài lòng nhất? Phải nói rằng là tôi hoàn toàn tin tưởng, đặt niềm tin tuyệt đối vào một sản phẩm của đối tác truyền thống của chúng tôi, đó là tài khoản niềm tin của ngân hàng Techcombank. Bất kỳ khó khăn nào, chúng tôi cũng sẵn sàng với thử thách, sẵn sàng cùng nhau vượt qua. Hãy cho nhau một niềm tin và tin tưởng nhau, bạn sẽ chiến thắng. Chúng tôi tin là như vậy.